Chào bà con, hiện tại bữa nay Liệt xuống cho chị Nga hắn đổ cho chị 10.000 hả bà con. Mình ở đâu chị Nga? Ấp Phước Lợi, xã Đông Phước An. Ấp Phước Lợi hả? Cái này xã Đông Phước An. Cái này của Châu Thành Hậu Giang. Cái này cũng anh nuôi thí điểm rồi bà con. Nhưng mà có một cái thì cái mương này chắc ăn ngon rồi, anh nuôi bà đối tượng thôi. Cái mương này là cái này nó anh khỏi lo, tại vì cái bào của anh hơi cũ nè. Đúng rồi. Không có sao đâu, đừng có sợ. Nữa điều nữa sao này để cỏ mé lại lai gai lại, đừng có mặn hết nha. Không biết đâu dọn bữa. Em đâu biết đâu, em giờ mặn cỏ mé trong trời. Nó chứ mới mọc lại lai gai đó. Sao này để đi. Này nó cạn nè, nó chết rồi lớn được có 2 ngàn nữa. Quá trời ngon. Nuôi đi ký ký ốc 20 ký mít chứ nuôi. Vậy hả kìa. Hôm đốn trái về ăn. Cho anh nhóc mít, cho anh mít về này. Chú ông bán 2 tấn mít mà có 3 triệu à. Dạ. Ôi trời. Mấy triệu, mấy chục triệu. Mít rẻ nhiều hơn mít mắt. Mình thấy ốc thì giá 10 ký với mấy trăm ngàn. Trời ơi. Hãy tưởng tượng giống như là cái hộp bé. Nè nè nè, mình coi đi. Nó điều ghê không? Điều không? Thấy sao, thấy điều không? Nó bự rồi, điều luôn á. Trời ơi, nó điều gan luôn nè, ông nội. Gác giả biết nhiêu năm mới được vậy đó. Nó điều quá trời luôn. Nghe nghe tiếng lắc gác gác vậy. Anh cho anh hao hụt ngàn đó, bảo đảm anh sống luôn ngàn đó luôn á. Tại vì mới đây xuống đây mình vậy thôi chứ thật sự nó đâu chết dữ gì. Không, không có chết. Tại mới đây xuống đây mình vậy. Đều quá trời đều luôn ha. Chưa đâu, cái này nuôi chuyện từng nhìn thấy nghe nữa. Mà đừng chăn gì cho nghe, nhớ nghe dặn gì. Cái bèo này thôi à. Chỉ bèo này thôi à. Chứ khoảng có bao lâu mình nó cho nó ăn, ví dụ chặt mít, chặt đòn. Không, không, chặt mít là chính thức là mình giữ nó và nó bắt bán thôi, tới ngày bán thôi đó. Mình giữ ra còn bèo, lâu lâu muốn muốn coi nó thì thỉnh thoảng lâu lâu cứ chặt 7 miếng, 2 miếng xuống cho nó bu cho nó coi. Còn không ấy lấy bình bắt dây á. Hoặc là bí rau chắc ăn nhất. Bí rau hả? Ừ. Bí rau là chắc ăn nhất. Nhưng mà cái đó là trường hợp hay là mình bắt mình bán á. Không, mình giữ hay là mình giữ để mình câu á. Mình câu á. Mình nhìn những mít đi. Mình coi coi sao á, chứ mình mới giữ thôi, chứ bình thường mình để cho nó ăn bèo. Mấy chuyện nó lấy biết nhiêu chuyện á. Nhưng mà đâu tốn gì đâu, chứ đâu tốn gì nữa đâu. Tốn gì thôi chứ đâu tốn gì đâu. Chỉ cái mít chi trồng rẻ mà còn phải phân chi thuốc đó sao đi. Không, không có giải luôn. Không giải luôn, bởi vì rẻ quá, rẻ nghĩ giải luôn hả? Giải à, tiền đâu mà bỏ vốn vô. Bán mít ra không đủ mua một bao phân nữa. Hết đồ cắm, rẻ xương xương vô cho nó. Rẻ thêm thêm nhiều hơn mẹ có xíu rồi. Có dán hút bồ cám nó bỏ vô nó đi. Nói trong cái clip đó bị cám nhiều quá trời nó hôi. Ừ đúng đúng. Ít thôi, này không dám dắt nhiều. Nhưng như đây gãi chỉ chén gì thôi. Hết rồi không gãi nữa. Ừ vậy qua bánh đi rồi nó. Ở đây của em bèo cám á, mấy bên hàng xóm bên á, mương bèo cám giữa trời. Nhưng mà gãi vô nó ăn dữ lắm mà, nhưng mà như đây gãi chỉ chén thôi nữa nó ăn hết rồi. Rồi mình ha hai gãi nữa. Hết rồi không gãi nữa. Chậm mà chắc. Đè cái chú đốn nhận hết mẹ chú. Trời, con tàu. Con đốn tính con, tôi đốn mấy tàu đó đang nữa đưa cho 96 luôn. Ừ. Cảm giao đi luôn. Cảm giao đi, đi lên. Rồi, đi lên cảnh đón, cảnh đi. Rồi, rồi lấy cái thùng. Cái này đổ tới hai chỗ rồi con. Một mương này ngon quá trời ngon. Sao gông này sao đi dắt lên? Không không dặn gốc này để lại mà. Ai biết à? Anh này nó nhiều lắm. Không. Này tốt nè. Ôi sao này nó mọc lên đừng có dắt lên nha. Trời ơi. Không có chợ này gông gông đi trộn nè. Gông đi trộn với gông đá nè, ốc nó tốt như lắm, màu lớn lắm. Ôi nhưng mà dắt chứ vài bữa nó cũng lên lại kìa, nhóc nhí chân kìa. Trời. Biết sao cái mương bên kia còn trong dữ. Thôi để đại đi.
Em tính ra là cảnh cảnh em cho nên em dọn cái mương bên kia, dọn một bình lên rồi chứ em bắt gốc nha, em thả bên kia. Đừng có dọn rong nữa nha. Em nói là bỏ mấy anh kêu là dọn rong lên đó. Em tưởng là rong này là bước lên luôn. Trời ơi, này rong, rong này em dọn này hả? Để kiếm tà thả nữa nè. Không đi trộn với rong đá. Ốc nó thích lắm. Rồi sao? Với bà này để luôn nha. Rồi rồi. Nha. Cái rong đó thôi. Thôi thôi, mương này nuôi một cái. Vì vậy nó cũng vậy chừng tháng sau là nó cũng có nè. Ừ, mà để rong này dưới nước hay mọc lắm. Anh dọn nó cũng đâu hết đâu, nó còn ở dưới mình mất. Này gì để khỏi làm dèo gì đổ ở đây nhé luôn rồi được. Đã quên thấy lại nó đổ ở đây luôn ngon. Sao này cũng làm dèo đó. Đổ mương này cầu quá chứ sao. Để thử điểm đi, thấy làm nào thấy được mà nó tính. Trời giớt thì đây thấy nó mua ốc thì thì đó, nãy nghe thấy nó mua nó gom thì đó. Nè nó anh tính nhận mương này nè. Đó, cứ mương một mình nó tạo thẳng chính. Thôi sao này ta dọn ta nuôi ốc đi. Thì kệ bóp cái ổ nó mới được. Trời ơi, để nó một cái. Không kệ bên bên đây chưa, bên đó chưa dọn mà bóp đi để nó rớt xuống mình khó bắt lắm á. Trời ơi, em bắt biết bao nhiêu đó. Bên đó mà lúc đó em thả ù vàng vô đó đó. Cái gì trời? Bán. Nó ốc ù vàng nè. Ốc ù vàng nó cũng 4 ngàn ký à. Nó 4 ngàn thôi đi, cái này nó mấy chục ngàn ký. Bây giờ bữa nó cảnh cái em dọn mua mương đó luôn. Mất hết mương vàng lên luôn. Đông có trộm không? Đông đó là nhóc luôn á. Cái đó là ốc màu lắm á, mấy mương này nè. Mương nào cũng đông hết. Mương nuôi tiền nhiều không bà nó không chịu làm đi. Mà sớm nữa thổi có rắn ốc này nó sẵn nè, đâu có lỗi gì đâu. Phải không? Mấy cái bếp nước. Tưới nước là không cần xuống nước, xuống mương. Em mới về đây rồi em thấy anh quay video lên quá trời đó, thấy cũng ok đó, em mới điện, em mới làm sẵn rồi em mới điện. Rồi dặn bệnh con nha. Chứ mà sang là không được. Ồ, mấy người này nuôi đám đứt cho tiền á. Ừ. Này chỉ dọn một bình đó hả? Dọn một bình lên cái thả cút bèo thôi, còn rong thì để đại gì nè. Trời ơi, không nào lấy nhé. Quá trời rong luôn nè. Trời. Ngẹt luôn á. Trộn không nè. Mình tròn muốn súng luôn nha bà con. Về quá nó cháu. Trời cái mương nào nó quá trời. Mương này là sạch luôn, sạch hơn mương của em đó nè. Tại ông bọng này nặng đó. Ông bọng sạch kinh đó. Bây giờ cái ông bọng này nó nước ra nó vô quá, nó nhiều hơn của em hả? Của em nó bỏ thì nó sao quá. Chị quay mấy cái đi đổ xin lên Facebook. Chà chà chà. Chà. Nè đang quay luôn nè, dính nè nè. Đúng rồi. Ghê kìa, nhiều dữ lắm kìa. Mai mốt đăng lên bán. Quay cho chị nhà đấy nghe cái tiếng chị không à nha. Thôi cái mương này ngon quá trời ngon, mấy mương này. Cái nhóc mua vàng mà nên là nó bóng thế, nó không mòn đít luôn đó. Mua vàng mà bắt lên còn nó lớn nè, mua vàng. Chưa thả chén nào luôn. Nữa thì thả chén thôi, được thả nhiều quá. Lắc chưa thì qua nó thôi, vớt mới được. Thả nhiều nó hồi luôn. Đã dừng chén rồi. Còn nó lát mình dần vớt chén. Cái nó hết rồi mình thấy vô nữa. Nhưng mà này đúng tầng cũng hạ ra luôn chứ. Lạnh vậy nè. Đúng tầng lạnh vòng tròn. Mùi quá trời mùi vuông. Ở đây là mấy ớn nè, năm ngón nhiều. Có cái trò mà gì xả. Có trời ơi, nổ. Quá trời, quá đắt.
hai chồng em ngủ ngoài trời đó mười mấy năm nay đó, à. Đâu có ngủ được, ngủ nhà đâu, ở nhà. Ồ, hịch luôn ha. Giống như cái thùng nãy. Đều đều không. Ừ. Để anh lấy lớp cỏ cho anh. Để anh giao cho ai cũng vậy nhé. Cũng chà, nhằm giờ nhằm dùng người ta không có mương ao, người ta thuê mương vuông người ta nuôi nữa đó. Cái này mương nhóc kìa. Bờ này anh thả chắc cũng cỡ 50.000 con quá anh. Nhìn cái con chắc là quá trời đất. Mấy chục ngàn với mương nó tiền vô tạo mà không chịu làm mà không có tốn công cán nữa. Mày nhanh lớn gì lắm luôn. Để bữa nào đi ấy rồi nữa anh điện cho anh xuống anh thả tiếp. Ờ mương quá thì ngon. Người ta không có mương, người ta mướn, còn mình có mương bỏ nuôi lục bình chơi. Chưa biết. Mình chưa biết. Chưa biết. Ở đây cũng dễ bắn ốc chứ bộ. Đây dễ bắn ốc nè. Đi ngang, đi ngoài lộ đó, xe nó căng ốc chạy ầm ầm. Nhưng mà sau này nó có nhiều quá, chị đi ra dựa. Đây xuống ra sáng có chút xíu à. Đây của em nó cũng có dựa, mấy cái dựa nằm trong này. Ừ, nhưng mà không có bằng ra ngoài nhà sáng đâu. Nhà sáng nó mua cao hơn dựa của chị Duy Nhàn với chú ngã ba chú Châu Bà Cu đó. Cao lắm. Lúc đó là em bán đó không á. Không đi bán đâu, ra đó bán. Bây giờ có dựa gần bên ngã bác gần nhà rồi em qua bên đó em bán. Không khổm là em bán như bữa trước qua 34 là 50, 60 lắm. Đâu nay được. Cầm đi. Ông Sáu lỡ cơ hội mà đi để coi nó cái thịt hình thoại mãi đem về làm bằng chứng đem về bằng chứng rồi mới nói chuyện mới được chứ thành công đó rồi không có chịu đơn giản gì bằng với cái khó mà được. Để cái mưa mình nó lên mình hết nó vào cái mình cẩn thận cái mình hết lên làm xong thường điện là chị Nga điện em phải không? Chồng em điện á. Gì hả? Ngày đầu tiên em điện. Chồng em điện thì cái nào mà em thấy không ổn thì em điện anh em hỏi thêm nữa. Gì hả? Có gì đâu, không ổn dễ nè. Bữa hổm mà cái vụ mà cái gì à cái gì voi gì? Voi đá đúng rồi, em mà không điện hỏi anh á đi mua voi đá gì gãi chắc vậy thôi rồi. Tới luôn. Tới công chuyện luôn á. Đó là chị dành mương mới đúng không? Mương mới mới gãy voi đá đúng không? Mà thì cái mày bóp ốc này nhỏ em bắt bỏ nhiều á. Ừ, gãy rồi đó, vui luôn. Vui luôn, bởi vậy mới hỏi, nó để hỏi chắc ăn đi. Ờ, một cái gì vậy. Nó chà bá, chà bá. Bắt hộm nhóc luôn á, bắt hộm gì mà còn á. Lại trên đầu chơi nó kìa, em lại coi ha, ốc này nhỏ nó đu trên cái trên đầu chơi nó dữ trời lắm. Bắt con hỏi, lấy nhạc cho người đó. Cái giặt dèo cho bà con nữa nè. Đóng cầm, giặt dèo luôn. Tại cái này mình không có gãy cho đá. Vuông cũ đâu gãy được. Sợ mấy con ốc nhỏ. Cái nó vuông mình nè. Vuông sao? Đó. Đó đó chị biết làm sao nó chết. Sao chết? Hả? Sao chết? Cái đó hả? Tại bèo chưa kín ao nè. Với cái bèo cám vô đây nhiều quá nó ăn chết chứ có gì đâu. Bởi vì không có nên. Đây cái bèo cám mua này như là được rồi, đừng có thấy nữa. Đi ra để bày việc bự á. Cái này hổm gài hình như mới thả bèo cám không chị? Mới thả. Phải rồi. Ừ phải rồi. Hồi nào giờ không có bèo cám, mình thả bèo cám vô nó ăn dữ lắm. Ừ. Nó sẽ chết. Đem nó trước mà. Nó ăn nhiều quá, cái gì là mình chỉ thả. Bèo cái tưởng thôi. Như đặt thí dụ hiện giờ có bèo cám với mương mình hồi nào tới giờ phải không? Mình thả ốc con này xuống mình bung ra tự nó đeo đó nó ăn gì mình không chết. Tại vì nó quen cái môi trường rồi. Rồi còn đường thông ốc dưới đây có sẵn cái mình hồi nào giờ không có cái thẻ bèo cám xuống rồi. Cũng như cái mồi ngon đó rồi. Vậy là nó mới được dắt bèo bụi vô. Dắt bèo bụi vô. Này cái sáu phải con thả là nhiều đó. Qua thêm sáu thả hả? Sáu cái sọt mà còn xé. Quá thôi đừng thả nữa chị. Trời mấy mương đây quá trời mương luôn, ngon hết tiết luôn. Lắm vô nè. Rồi. Mương đây buông vàng. Không buông vàng vàng chứ ở vòng vô đá gãi xuống hết tập. Nếu mà luôn bên đây luôn là phải bắt buông vàng lên mới xong rồi gãi vô đá. Cái đó xong rồi mấy ngày xong rồi mới cho nước cây vô cho nó tan cái đó xong rồi mới ấy được. Mà gãi rồi mình đựng cho nước bên đây qua bên đây nha. Dặn thờ vậy đó. Sao không gãi được, không gãi vô đá được anh ơi. Được. Gãi thì nước sẽ qua.
lấy mấy cu su mua cu su dẻo vậy đó đăng ngang đó một cái xong có gì đâu. Được không? Đăng ngang đừng cho nước qua. Ừ, đừng cho nước qua thôi. Nhà ông vớt rong vớt đi vẫn còn rong dưới. Một lát bùi gì có sẵn với nhóc. Cái này nó có sẵn với được phải không? Rồi vớt cái này bắt thả. Rồi vớt bỏ vô thêm nữa. Bắt thả hả? Bắt thả hơn mấy ngàn đó đó. Phải rồi. Vừa tự nhiên mà vừa thả. Thả bự nó bị hao mình. Thường thả em chỉ cho chị thả. Ha, chị đặt ví dụ tối bắt phải không? Dạ. Tối bắt là đem qua thả liền. Đúng rồi. Ừ. Ha, cái còn... liền cái bỏ vô trong cái dĩa. Ừ. Bỏ trong dĩa cái tự để đây nè, tự bỏ. Dĩa gì để lại trên cái lá bông súng đó đó. Thì nó sống được khoảng 60% nha. Dạ. Chứ nó sợ không sống hết, còn mà chị bắt để sáng qua chị thả là nó không có còn nào. Hôm qua cái con vớt lục bình bên kia đó. Mà bắt để trên cái mút đó nó bò bò luôn. Coi bắt cái này mình nuôi ốc bu, mình bắt này bỏ đi, bớt bỏ đi. Bắt chứ. Đừng nuôi này nó trời này có mấy ngàn tiếng. Bắt rồi hả? Bắt rồi hết trơn rồi mà vẫn còn. Chưa dắt nữa đó. Cái nguồn nước này quá trời ngon nè, nước bạc không nè. Quá trời ngon rồi. Tại em chịu tới chỗ em đổ gì đó, bằng em lội em coi, đừng có gì em chỉ thêm chứ, có gì chứ. Chứ còn gửi còn khỏe nè mà đâu có làm gì đâu. Thì hiện giờ lại đổ cho chị Nga cũng rồi nha bà con. Clip này xin chào bà con. Chào bà con chị Nga.